Cái độ dài của nãy hay hơn, còn cái độ dài này là bị lùn lại. Nó không mắc đấy. Lúc chờ quà. Chờ quà rồi về đó. Nguyên. Lấy đồ ra chứ để tao nhắc nhở tao quá. Hứa tặng cái mắt kiếm mà 10 năm trời. Đúng rồi. Bữa nay đeo kiếm. Nay đeo kiếm không cầm luôn nè. Đã. Để chờ mắt kiếm mới đó. Nghe chưa? Nghe chưa Nguyên? Chuyện dân. Trời ơi, phải làm gì giống như cúng vậy ông nội? Dạ, không dám nói gì. Trời ơi, Jimmy Choo. Oh, wow. Ladies and gentlemen. This is the kit I made from Italy. And we, it's so hard for me to find it. And, we really want to send to Mr. Colin Mann. Wish you joys and happiness. Ladies and gentlemen, it just look like Trương Vệ Kiện, huh? Yeah. Đây là Trương Vệ Điện. Yeah. Em Trương Vệ Điện. Just make you look better. Big brother of Trương Vệ Kiện. Yeah. It really does. Yeah, it fits you, baby. Chắc lẽ lát mình ngồi lên nó mình đeo kiến này cũng hơi kỳ. Mà đẹp trai bộ. Tôi nói như bỏ cái áo màu vàng đồng vô nó chết chết. It matched me too much. Yeah. Lấy đi hình chén cho mình. Ladies and gentlemen, and that the bird. Where are you? Em mặc tiếp đi baby. Mày để giờ mặc tao gì đâu mà. Nó trâu gì miền sao? Oh. Yeah. Hello. Can you recognize me? Oh, actually, yeah. I cannot recognize you. Yeah, well, so, no. Yeah. Can you see me? Cannot. Oh, yeah. Yes. That's a good question. This is a very special sunglasses, and I cannot see anything. Oh, really? And it's bright enough to, you know, destroy every man's eye to see anything that you want to see. And what is the target when you buy this glasses for him? You know, I didn't promise anything. So because he saw mine and he wanted. The point is, he really wanted to look at anything, especially beautiful girl. And when you give him these glasses, it's like nothing to him. How can he look at the beautiful girl like me? No. Yeah, I cannot see you. Okay. For me. The yeah. problem is, it's not the problem about the glasses, but the problem is, you say that you are beautiful, so I don't think so. And you know, the dangerous thing is that when he cannot see anything, he need to touch. It's really dangerous. Yeah, you wish for guys that touch you. But sometimes, I really want he touch somewhere I want, but he just, like, if he cannot see anything, he just touch at the wrong way, at the wrong area. She reminds me, you know? Yeah. So you can touch him? Okay, yeah. Like, for example, I cannot see him. Oh, the space really big here. Yeah, come on. You can baby. Feel that? Yeah, the yeah. space really big? This is the what? This is the mum, bánh bèo. This is what we call bánh bèo, or mum, a mum. This is ass or something? Yeah, this is bánh bèo, and this is bánh xèo. Bigger. And this is? No. Bánh nằm. Bánh ú. Chương trình ấn lực pocket. Ấn lực pocket sẽ được sản hiện tại đây. When was the last time that people touched you? Thank you very much. Yeah. And where is mine? But I can see anything. Just try to find me in another one that I can see Tom. Yeah. Okay. So, but I. She asked me for sunglasses, but I didn't have any sunglasses anymore. So that's all I have is lăng nách. You like it? Okay, you give me lăng nách. I will give you something else. No, thank you. I'm safe. At least I can give you something you need. No, I don't need anything. Oh really? Yeah, leave me peaceful. Okay, take care. Yeah. Oh, you change your dress? Yeah, actually this is
the dress or Oh, that's a good question. That he didn't see any difference between you two. Ah, okay. He didn't see any difference. That's good. Yeah. So make up, finish. Come on, finish. Em mượn đi. Wow, đẹp quá ha. Nhiều wow. Xịn. Nhiều xịn. Anh mua đồ ít kiên nhớ. Vậy thì anh giả bộ anh mua cho em đi. Đẹp quá ha. Công nhận không thấy gì luôn á. Hợp cái kiến này hợp với rồi mày trà phấn vô bộ áo tao đi. Trời ơi. Trời ơi. Dầu di trùng trời ơi. Cái trùng cái gì? Tặng lăn nắp đi em nghe mùi. Trời ơi dễ sợ thì. Trời nó còn quay hai cái đầu cũng nhìn là tôi xỉu rồi. Anh cast Harry Potter được không? Đeo cái kiến anh đi cast Harry Potter. Anh khoái chuyến rồi. Bữa thấy thấy thằng đeo nè. Anh đeo đâu cái anh hỏi này hay xong này đâu ngờ đâu trời. Bởi vậy mốt mình thấy gì hỏi tiếp. Dạ, anh bớt quan sát em lại. Em đồ vest đâu, may đâu có đẹp đúng. Dạ, em thì... Còn nó tôi lấy xanh nhiều. Tất cả bây giờ vào bạn stylist này thôi. Stylist mỏng dánh ốm nhôm nhát qua đi em. Đó là bạn ấy cung cấp đồ trong cái đợt quay đường này đó. Một người đàn ông rất là tử tế và chu đáo. Tất cả những thiếu nữ hiện nay đang độc thân vui đang cần một người đàn ông độc thân vui tính thì hãy tìm đến người khác, anh ấy không thích phụ nữ. À, để bữa nào anh sẽ giới thiệu anh em gặp một người. Ai? Sài Gòn đệ nhất kéo. Chú Hai Ve, sáng nay anh mới đi gặp. Dạ, chú làm gì vậy? Chú may đồ, nói chung là nếu mà nói thợ may có thể nói là bây giờ là số 1 Sài Gòn. Năm nay 80 mấy rồi. Ngày xưa là may đồ cho Hoàng Thân Xe Lúc. Anh sáng anh tới xong rồi anh lấy cái quần. May đồ cho Xe Lúc luôn. Ông nói trời sao nói chuyện này chiều nay em sẽ mặc cái quần này em tham gia chương trình ngồi có Đức Thành chứ không trời ơi anh thần tượng Đức Thành lúc bữa nào em nói Đức Thành ghé anh ta đâu hay quá cảm ơn nghe tới Thành kéo là thấy là phải gặp rồi đó không thiệt bữa nào được em cũng em vô nha em cái bộ đồ cái bộ đồ của em là ảnh sẽ chỉ ra cái điểm nào bị lỗi đúng rồi. Mà may đồ nam ha. Em thích gặp hết mà. Em thích gặp mấy cái người nào 80 mấy tuổi. Số 1 luôn. Mấy cái người nào mà họ gắn liền với lịch sử á. Không mà may một đồ bộ đồ vest không có rẻ đâu. Một cái gì? Hai cái quần, một cái áo vest. 2 triệu. Em bút lại câu nói vừa rồi. Không nhưng mà tới thì dù vui là may vừa tặng cho em. 8 mấy tuổi. Lỡ xìm vui mà. Sài Gòn để dứt kéo. Hai vé em trăm tới là anh lấy cửa 5.000. Thôi đi về, để tiền làm lấy xô. Không, bữa nào nhắc qua chứ không phải không vui lắm. Dạ. Dễ thương vô cùng. Em nghĩ là dân thương em mà, chú sẽ thương em thôi. Dạ. Anh hát hả? Chấp ca cai đi anh. Dạ, em chúc anh bình nè. Ủa thế anh hát bì vậy? Thôi, đừng hỏi anh. Không xong ca với Sam anh. Đừng hỏi anh, vì sao? Trời ơi. Thank you once again. Thành. No. Nhớ nghe một cái nữa nha. You're welcome. Nhớ một cái nữa là cái mà đen có thể see through. Mai em dọn nhà rồi anh. Ta tạm dừng tại đây đi. Dạ. Xong mình sẽ quay lại cái ở một cái ở cái bài hát của mình với lại lúc cái phần kia phỏng vấn mình ha. Ok. Lên đi anh. Cái gì các bạn thật mới. Ca sĩ luôn. Ca sĩ. Trấn Thành nó nói anh hát chắc cỡ em á.
chắc đúng. Em không tin. Lát nữa chờ đợi Clement hát sao nha. Đây là lần đầu tiên mà Sam nghe, nếu mà ngày hôm nay là anh Clement hát ở đây là lần đầu tiên Sam nghe anh hát luôn á trong cuộc đời á. Cũng chờ đợi coi sao nha, tại bình thường thấy ảnh nó review ẩm thực nè, rồi review hả về văn hóa, về review về tất cả mọi thứ rất là hay, rất là khoái. Để coi ngày hôm nay coi ảnh ca có hơn mình không. Đúng rồi bạn.